Hôm nay là ngày 20 tháng 3. Nó cũng cuối mùa điều rồi bà con ạ. Mà không biết giá điều năm nay sao mà nó tụt ác thế không biết. Nhiều người họ nói là do là dịch bệnh virus ấy, điều không xuất khẩu được nên nó giảm ấy. Mà theo tôi thì không biết được. Tại vì năm nay hàng nông sản thì đa số là tụt giảm hết anh em ạ, bà con ạ. Từ giá tiêu này, cà phê này, giờ đến điều. Điều nó tụt kinh khủng luôn. Từ đầu mùa là nó 26, 28, 29 ấy. Mà bây giờ nó xuống còn có 18, 19 ấy. Tùy được đẹp hay xấu thôi. Này vợ chồng tôi chắc thu hết cái lứa này là hết rồi. Nhặt chán lắm. Ngày hai vợ chồng nhặt được bao điều mà bán được triệu bạc mà. Tính nha, cả năm mình đầu tư chăm sóc mà tính ra một héc điều thì được bao nhiêu bao đâu. Héc điều tốt thì trung bình thì nó nằm khoảng 2 tấn. 2 tấn điều mà giờ mình nhân mấy 19 đi. Ba mấy triệu, đấy là tính một héc đấy bà con ạ. Hai vợ chồng tôi thì chắc được không được héc. Cả năm trời công cán, công thu hoạch. Nỗ vốn. Giờ nó rẻ lắm cũng phải nhặt. Thôi đi nhặt này vợ không la đi. Điều này mà giá nó cứ khoảng tầm trên 30 là làm được bà con ạ. Anh em ạ. Trên 30 mà một héc mà nhiều nhà người ta chăm tốt thì người ta vẫn đạt khoảng 3 đến 4 tấn. Trừ chi phí không được 100 triệu một héc. Còn điều bình thường thì nó chỉ nằm khoảng hơn tấn đến 2 tấn. Có năm giá nó lên đến điều tươi này, này. Điều là mình nhặt thế này này. Nó khoảng 51 ấy. Còn bình quân là nó khoảng tầm ba mấy. Năm nay mùa điều chán quá. Sơ xác ở đời còn mấy cái chùm cuối. Đường.
Nói chung năm nay giá cả thế này thì toàn bộ bà con nông dân thì nói chung là khổ hết, không phải riêng gì vợ chồng tôi. Nhặt điều này mà nó cứ khoảng được 50.000 một ký thì nhặt sướng lắm. Video chia sẻ đây tạm biệt anh em với bà con nhé.